Xin chào tất cả các anh chị Hôm nay Thế xin chia sẻ với anh chị về bản tin thị trường ngày 8 tháng 5 năm 2024 Và các anh chị đang xem video nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Thế và team Target nhé Xin cảm ơn tất cả các anh chị luôn luôn đồng hành và theo dõi các bản tin của Thế ở trong thời gian vừa qua Và ngày hôm nay với một cái chủ đề đó là Thế muốn chia sẻ với tất cả các anh chị Đó là thị trường của chúng ta sẽ tăng đến đâu và tăng đến khi nào ở trong phiên ngày hôm nay, ngày hôm nay thì sẽ trao đổi về vấn đề đó. Thì trước khi mà đi về vấn đề chính của thị trường thì chúng ta cùng cập nhật một chút về thị trường trong phiên ngày mùng 7 tháng 5. Thì chúng ta thấy rằng thị trường trong ngày hôm nay cũng đã có những cái sự rung lắc. Tuy nhiên là chủ yếu duy trì cái sắc xanh ngày hôm nay và đóng cửa mức giá cao khi mà chỉ số VN Index tăng 7,05 điểm tương ứng với 0,57% và giá trị giao dịch thì thấp hơn so với phiên hôm qua. Độ rộng thị trường vẫn có những cái sự tích cực đối với chỉ số vn30 là đóng cửa cao nhất trong phiên đó là 10,23 điểm tương ứng với 0,8% số mã tăng là 16 mã và số mã giảm là chỉ có 10 mã. Và ngày hôm nay các cổ phiếu mà tác động chính đến điểm số tăng của của thị trường, chẳng hạn như các cổ phiếu như là plx này, vdc này, vinamil này và fpt hòa phát tiếp tục là duy trì đà tăng và tác động tích cực đến điểm số tăng của thị trường. À, những cổ phiếu uh, trụ uh, những cái cổ phiếu trong rổ VN30 tăng cũng đã tác động rất là tích cực đến điểm số tăng của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay. Và hiện tại thị trường của chúng ta đã cán mốc 1.248,63 điểm tương ứng uh, tương ứng với vùng quanh vùng 1250 điểm và cách những cái vùng đỉnh của chúng ta tầm khoảng độ 30 đến 40 điểm nữa thôi. Vậy uh, thị trường của chúng ta sẽ tăng đến đâu và kế hoạch của hành động của chúng ta sẽ như thế nào? Thì uh, hôm nay thế sẽ chia sẻ với quan điểm của thế cụ thể như sau thì chúng ta thấy rằng hiện tại là vùng uh, như chúng ta đã biết rằng quanh vùng 1240 và 1280 đây là vùng gọi là uh, vùng kháng cự của uh, đối với chỉ số VN Index ở trong thời điểm hiện tại. Và trong thời gian vừa qua, đây uh, thị trường của chúng ta cũng đã hồi phục và liên tục hồi phục. Khối lượng thì cũng đã cải thiện so với những cái phiên trước đó. Tuy nhiên là vẫn ở mức thấp hơn so với mức trung bình và phiên ngày hôm qua với cái góc nhìn của thế thì thế vẫn đánh giá đây chưa phải là một phiên bùng nổ theo đà mà đây chỉ là một cái phiên đồng thuận hồi phục thôi. Và hiện tại thị trường của chúng ta sẽ tăng đến đâu và tăng đến khi nào? Thì với những cái điều kiện và thế với cái những cái hiện tại đang diễn biến ấy và thị trường của chúng ta chưa có dòng dẫn dắt nhá. Lưu ý với các anh chị ở à, nhịp này, thị trường của chúng ta chưa có dòng dẫn dắt mà có những cái sự phân hóa các cổ phiếu cơ bản hoặc là các cổ phiếu đang giữ được chen thì vẫn duy trì đà, đà tăng. Tuy nhiên là chưa có dòng dẫn dắt ở trong cái trạng thái hiện tại, dòng ngân hàng chưa phải, chứng khoán chưa phải, bất động sản chưa phải. Hiện tại ở vùng này là cái thời điểm đó là rất nhiều các cổ phiếu sau một cái nhịp điều chỉnh thì cùng đồng thuận hồi phục chứ chưa phải là cái thời điểm để gọi là uh, xuất hiện những cái dòng dẫn dắt ở trong thời điểm này thì hiện tại với cái quan điểm và góc nhìn của thế thì uh, thế thấy rằng đó là cái vùng 1240 và 1280 này là một cái vùng kháng cự rất là, rất là mạnh ở trong thời điểm hiện tại vùng tích lũy ở giai đoạn trước thì trở thành vùng kháng cự ở trong thời điểm hiện tại thế nên là khi mà thị trường của chúng ta gần như là chúng ta thấy rằng đó là những cái trạng thái hồi phục gần như là chữ V đúng không ạ gần như là chữ V với khối lượng thấp thì khi mà chạm những cái vùng kháng cự này thì thông thường thế thấy rằng đó là thị trường của chúng ta sẽ tạo lên một cái vùng gọi là nếu tích cực thì sẽ tạo nên một cái vùng tích lũy ở quanh vùng này nếu tích cực lưu ý các anh chị nhé nếu tích cực thì sẽ tạo nên vùng tích lũy ở quanh vùng này trước khi duy trì một cái đà tăng. Thì chúng ta đã thấy những cái trạng thái này rất nhiều ở trong năm 2021 nhá. Năm 2021 uh, chia sẻ với các anh chị đó là cái giai đoạn thị trường của chúng ta duy trì một cái đà tăng khá tốt và thị trường của chúng ta có sức mạnh khá tốt đúng không ạ? Thì đây, đây là một cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta bóc tách ra một chút thì đây là một cái giai đoạn ờ uh, thế sẽ lấy giai đoạn sau nhé đây là một cái giai đoạn tích lũy ở giai đoạn trước này xong đó là thị trường của chúng ta cũng hồi phục với cái khối lượng thấp nhé lưu ý với các anh chị đây là hồi hồi phục với khối lượng thấp và quanh cũng gần gần quanh đường ma 20 và sau đó là đây là một cái khoảng thời gian tích lũy và phiên này mới là một cái phiên xác nhận lưu ý với các anh chị nhé phiên này mới là một cái phiên xác nhận để thị trường duy trì tiếp đà tăng chứ không phải là những cái phiên trước này phiên này mới là một cái phiên xác nhận nhé và đây chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta sẽ quay trở lại cái giai đoạn trước, đây là cái vùng tích uh, vùng kháng cự này thì đó là gì ạ? Thị trường của chúng ta tích lũy ở quanh vùng kháng cự này. Thì sau đó là gì ạ? Thị trường của chúng ta lại gãy gập xuống, gãy gập xuống đúng không ạ? Vì không có một cái phiên xác nhận như này. Và vấn đề đây không phải là những cái phiên xác nhận tăng trở lại nhé Đây cũng không phải là những cái phiên xác nhận tăng trở lại mà phiên này mới là cái phiên xác nhận tăng trở lại. Và phiên này là khi mà thị trường xác nhận tăng trở lại thì các anh chị tham gia sẽ rất là an toàn và các anh chị lưu ý là khi mà xác định các anh chị tham gia ở vùng này không phải là quá sớm cũng như là không phải là quá muộn và chúng ta thấy không cả dư địa cả nhịp này là thị trường xác nhận tăng thì cái dư địa rất là dài đó là thế chia sẻ một chút nhé đây cũng là những cái dạng hồi phục hình chữ V này các anh chị thấy không đây cũng là dạng hồi phục hình chữ V thì khi hồi phục hình chữ V như này thì chúng ta thấy không cả giai đoạn sau đó đây là một cái giai đoạn cả giai đoạn sau này là một cái giai đoạn tích lũy nhá và đây mới là cái phiên gọi là phiên xác nhận là thị trường vượt khỏi cái vùng tích lũy để đi lên nhé thế nên là khi mà thị trường đã hồi phục về cái vùng gọi là đây là vùng kháng cự cũ này đây là vùng kháng cự này thì thông thường là sẽ phải tích lũy đây là nếu mà cái kịch bản đó là tích cực nhá là thị trường sẽ tích lũy và đây mới là phiên xác nhận thì phiên này các anh chị tham gia là một cái phiên an toàn nhất mặc dù sẽ không có được những cái vùng giá thấp uh, không có vùng thá thấp như tại những cái phiên này hoặc tại những cái vùng này nhưng mà đây là phiên an toàn nhất và lưu ý với các anh chị là các cổ phiếu dòng dẫn dắt là thường sẽ xuất hiện ở cái giai đoạn sau này chứ không phải xuất hiện ở giai đoạn này nhé đây là giai đoạn gọi là đồng uh, đây là giai đoạn hồi phục thôi chứ không phải là giai đoạn xuất hiện dòng dẫn dắt thì đây mới là cái giai đoạn mà thị trường xuất hiện dòng dẫn dắt nhá và lưu ý với các anh chị là thế nhớ là cái giai đoạn đó là các cổ phiếu dòng chứng khoán này chúng ta thấy rằng đây mới giai đoạn sau này nhá. nếu giả sử các anh chị mua ở đây thì đến đây đến đây mới là xác nhận này dòng chứng khoán này thì đến đây mới là xác nhận là chạy đó là gì ạ lưu ý với các anh chị nhá đến về sau này mới xác nhận đây là những cái nhịp chạy rất mạnh này nhịp chạy uh, gọi là dòng dẫn dắt và chạy rất mạnh đây nhá. Chứ các anh chị mua ở ngay đầu này thì chúng ta cũng sẽ mất thời gian chờ đợi. Và các anh chị thấy rằng đi lên test lại, đi lên test lại thì nhưng mà các anh chị mua ở sóng sau này, uh, cái nhịp sau này mới là cái nhịp an toàn và nhịp cổ phiếu chạy luôn nhá. Thì đấy là chia sẻ với các anh chị về cái trạng thái đó là thông thường ấy, đây là một cái xu hướng tăng mạnh thì đó là sau cái nhịp hồi phục này thì sẽ là những cái nhịp tích lũy. Thế nên các anh chị yên tâm là uh, rất ít cái trường hợp mà thị trường lên thẳng như này nhé vì vấn đề là khối lượng ở mức thấp như này thì thông thường là sẽ phải test lại và thông thường các cổ phiếu sẽ cần cái thời gian để tích lũy để test lại trước khi mà duy trì một cái đà tăng nhé và dòng dẫn dắt là xuất hiện ở những cái vùng này quan trọng dòng dẫn dắt còn cái nhịp này là những cái nhịp hồi phục sau cổ phiếu sau cái giai đoạn cổ phiếu giảm sâu thì đây là nhịp đồng thuận hồi phục của các cổ phiếu còn nhịp này mới xuất hiện những cái dòng dẫn dắt nhé hoặc đây này thế chia sẻ với các anh chị này đây là cái giai đoạn mà điều chỉnh này và cái giai đoạn giảm này và cũng có những cái trạng thái hồi phục hình chữ V, khối lượng ở mức thấp nha. Khối lượng ở mức thấp thì các anh chị thấy rằng là sau đó là thị trường có có lên được ngay hay không ạ? Nghĩa là thị trường có vượt qua vùng đỉnh ngày vùng đỉnh trước một cách mạnh mẽ hay không ạ? Không ạ, thông thường đây ạ sẽ là phải tích lũy ạ. Và giai đoạn này mới là cái giai đoạn để xác nhận rằng là cổ phiếu bước vào cái giai đoạn rất mạnh và xuất hiện dòng dẫn dắt nhá. Và cái thời điểm này, dòng dẫn dắt là dòng bất động sản chứ các anh chị mua ở vùng này chưa chắc đã tốt đâu. Hoặc là các anh chị mua ở vùng dưới này thì các anh chị chỉ đánh ngắn hoặc đánh T cộng thôi. Còn cái vùng này thì thực ra là chưa xác nhận dòng dẫn dắt thì cái giai đoạn này mới xác nhận dòng dòng dẫn dắt đó là các cổ phiếu dòng bất động sản này. Đích này các anh chị nhá. Sell này. Uh, đích này, sell này. Đất xanh này rất nhiều các cổ phiếu dòng bất động sản là chạy rất mạnh ở cái thời điểm đó đó là cái thời điểm thế xem qua dòng chứng khoán cũng chạy nhưng mà sẽ không cái mức độ chuẩn là dòng này là dòng bất động sản là dẫn dắt ở nhìn này thì vấn đề là các anh chị giả sử khi mà thị trường hồi và chúng ta đang ở giai đoạn này giả sử đây là cái kịch bản tích cực nhé thì muốn nói là kịch bản tích cực uh, tích cực thì đó là chúng ta đang ở giai đoạn này thì chúng ta không vội đâu vì vấn đề là thị trường sẽ cần phải thời gian tích lũy trước khi mà đi lên đấy là kịch bản tích cực nhá lưu ý với các anh chị còn đấy là rất uh, đấy là sóng của năm 2021 đây là một cái giai đoạn sóng tăng rất là tốt nhá và sau cái giai đoạn rơi hồi phục hình chữ V như vậy thì thông thường là sẽ phải tích lũy trở lại À, trước khi mà duy trì tiếp đà tăng và các anh chị yên tâm là sẽ thông thường là sẽ có rất nhiều nhịp rung lắc điều chỉnh rung lắc điều chỉnh trở lại nhé nếu mà các anh chị muốn mua cổ phiếu thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái cơ hội về sau chứ không phải là thời điểm này là chúng ta sẽ mua luôn nhé còn một cái kịch bản đây là một cái kịch bản gọi là tiêu cực trong năm 2023 một chút nhá thì đó là chúng ta thấy rằng đây là một cái giai đoạn mà thị trường rơi này xong đó là hồi phục hình chữ V đúng không ạ và không có sự tích lũy ở đây và sau đó là thị trường lại giảm thêm một cái nhịp khá là mạnh ở vùng này đây là một cái kịch bản tiêu cực đúng không ạ đây là kịch bản tiêu cực khi thị trường về những cái vùng kháng cự đó là hồi phục lên với cái khối lượng cũng có những cái sự gia tăng dần nhưng mà sau đó lại giảm mạnh trở lại thì hiện tại thì thế đang chia sẻ với các anh chị đó là vậy ở vùng này với những cái thế đã chia sẻ với các anh chị thì chúng ta có vội vàng tham gia hay không ạ thực ra cái vùng này thế thấy rằng là các cổ phiếu dòng cơ bản và nhiều cổ phiếu chẳng hạn như hôm trước Thế đã pick cho các anh chị đó là tám cổ phiếu đang có trạng thái tích cực và là những cái cổ phiếu mạnh của thị trường trong những giai đoạn sắp tới đúng không ạ thì hiện tại tám cổ phiếu đó cũng đang có những cái trạng thái khá tốt chẳng hạn như là fpt này thì chính cái thời điểm này FPT thì điểm mua đương nhiên của chúng ta hiện tại là không không còn những cái điểm mua thực sự là an toàn và điểm mua tốt nhá nhưng mà vấn đề là chúng ta thấy rằng chúng chính cái thời điểm này chúng ta là theo dõi những cái cổ phiếu này nhá chúng ta tạm thời theo dõi chứ điểm mua là không còn nữa FPT uh, FRT MVKG GMD ngày hôm nay cũng khá là tích cực PV uh, PVB này PTB này SSC này issc ngày hôm nay cũng đóng cửa tăng tích cực idc cũng hồi phục khá là tốt này cổ phiếu dgc này đó là tám cổ phiếu mà thế đã chia sẻ với các anh chị ấy. Thì nhìn chung là phiên ngày hôm nay vẫn có những cái trạng thái tích cực chẳng hạn FPT cuối phiên đóng cửa ở mức giá cao. Nhưng vấn đề là điểm mua của chúng ta ở vùng này là chúng ta sẽ không bàn đến nữa rồi. điểm mua chậm của chúng ta là là những cái thời điểm này. Đây là cái điểm mua chậm nếu mà giả sử các anh chị đối với riêng cổ phiếu FPT thì thế cũng đã khuyến nghị các anh chị từ gọi là uh, giai đoạn từ tháng gọi là tháng 8 tháng 9 của năm 2023 thì đã pick cho tất cả các anh chị rồi và hiện tại là nếu mà các anh chị thế rất nhiều các anh chị thế đã khuyến nghị mua từ vùng 95 96. Nhưng mà đến cái thời điểm này hiện tại thì có một số các anh chị vẫn đang nắm giữ, có một số các anh chị thì đang chốt lời rồi thì ok. Nhưng mà vấn đề là nhìn chung là đây là những cái điểm mua sau cùng, nghĩa là điểm mua cuối, điểm mua an toàn thì cái thời điểm này khi mà cổ phiếu kéo lên thì sẽ không còn điểm mua cho chúng ta ở trong ngắn hạn nữa rồi và chúng ta phải chờ đợi. Thì nhìn chung ấy Thế nên là việc hiện tại mà thị trường đang ở vùng này thì với cái trạng thái như thế đã chia sẻ về thị trường chung trong năm 2021 và những cái điều tiêu cực ở trong năm 2023 thì đó là những cái kịch bản có thể xảy ra ở trong thời gian sắp tới. Thế nên là tích cực là thị trường sẽ phải mất thời gian tích lũy ở đây và thông thường ấy cái giai đoạn mà để thị trường có thể đi lên được và hấp thụ những cái vùng kháng cự ở trong ngắn hạn như này thì cái thời gian thông thường sẽ là tương đương tương đương nếu mà thế tính từ đây là ngày mùng À, đó là gì ạ ngày mùng 1 tháng 3 đi từ tháng 3 đến cái giai đoạn 15 tháng 4 nghĩa là tích lũy khoảng một tháng rưỡi thì thông thường để thị trường lên được ấy, thì sẽ mất một tháng rưỡi ở bên này nghĩa là cái mức độ gọi là tích lũy cũng gọi là không thua kém gì ở cái giai đoạn trước đâu mà sẽ mất tầm khoảng một tháng rưỡi thế nên là chúng ta cũng sẽ không vội được không vội được ở vùng này nhá lưu ý các anh chị là vùng này đặc biệt là các anh chị muốn gọi là chúng ta sốt ruột chúng ta đang cầm tiền chúng ta muốn mở mở điểm mua mới thì các anh chị hãy chậm lại một chút và nếu thị trường tích cực thì sẽ có những cái phiên rung lắc và phiên điều chỉnh để các anh chị có thể là canh gom dần vị thế còn vùng này là khi thị trường đang hồi phục như này thì các anh chị sẽ không uh, chúng ta sẽ không mua đuổi không phô mô và chúng ta sẽ không tham gia uh, và vấn đề là những cái cổ phiếu mà chúng ta đang tập trung thì chúng ta vẫn đang tập trung vào các cổ phiếu đang mạnh hơn thị trường thì đó là những cái cổ phiếu tốt nhất nhưng mà cái kịch bản đẹp nhất đó là sau giai đoạn thị trường tích lũy như này và thị trường sẽ xuất hiện một cái dòng dẫn dắt đó là cái dòng chứng khoán hay dòng bất động sản hay dòng thép hay dòng dầu khí hay một dòng nào đó thì đó là cái kịch bản đẹp nhất để thị trường của chúng ta đi lên một cách bền vững nhé còn hiện tại là chưa có dòng dẫn dắt dòng tiền vẫn phân hóa thì đối với dòng tiền thì vẫn đang tập trung vào một số các cổ phiếu mà đang duy trì trend thì đó là những cái cái điều mà chúng ta cần phải theo dõi đối với các cổ phiếu đó còn nếu mà để an toàn và tham gia một cách tốt nhất thì chúng ta chờ thị trường về sau xác nhận là tiếp tục duy trì đà tăng và cái thứ hai nữa là xuất hiện dòng dẫn dắt đấy là kịch bản tích cực nhá còn kịch bản tiêu cực thì có thể sẽ lại test lại thì cái kịch bản đó thì nhìn chung cả hai kịch bản đó thì đều đưa cho chúng ta một cái hành động ở trong thời điểm hiện tại đó là chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta sẽ theo dõi thêm chưa vội vàng đâu à, chúng ta xem đối với chỉ số vn30 chỉ số vn30 ở trong cái thời điểm này thì chúng ta thấy rằng đang hồi phục tích cực hơn đang hồi phục tích cực hơn đối với vn index nhá vn30 thì vùng này là một cái vùng kháng cự thì hiện tại thì chúng ta thấy rằng đó là chỉ số vn index uh, vn30 của chúng ta cũng về quanh vùng kháng cự đó rồi với cái khối lượng ở mức thấp thì nhìn chung ấy thì chúng ta khi mà thị trường hồi phục liên tiếp như này thì chúng ta cũng chưa vội đâu vì ở vùng kháng cự phía trước cũng rất là nhiều tương ứng với chỉ số của VN Index nhá. Thì theo thế và quan điểm của thế vẫn đánh giá là trong thời điểm này là chúng ta vẫn phải theo dõi thêm hoặc là đây. Các anh chị thấy rằng đây là một hình chữ V đúng không ạ? Hồi phục này, gặp vùng kháng cự mặc dù hồi phục rất nhiều phiên tăng điểm liên tiếp này thì vấn đề vẫn cần cái thời gian tích lũy này, sau đó là có những cái phiên test trở lại rồi mới duy trì đà tăng này hoặc cái giai đoạn này, đây là một cái giai đoạn hồi phục như thế đã chia sẻ đối với VN Index đúng không ạ? Thì sau đó là gì? vẫn mất rất nhiều cái thời gian hồi hục, hồi phục hình chữ V và mất rất nhiều thời gian để tích lũy trở lại này. Cái giai đoạn này cũng vậy thôi nhá các anh chị nhá. Gãy này, hồi phục này, đi ngang này. Đi ngang này xong lại lên lại điều chỉnh lại đi ngang. Nhìn chung là sẽ mất rất nhiều thời gian và các anh chị sẽ không không quá vội vàng ở trong thời điểm hiện tại đây. Đây cũng giai đoạn này, hồi phục hình chữ V này, các anh chị thấy không? V này đi đi lên này, hồi phục này, đi ngang, sau đó lại đi lên tiếp này. Thì đến là chúng ta cũng chưa đây là hình chữ V này. Hồi phục lên hồi phục lên và test lại xong đó là mới duy trì đà tăng tiếp thì với cá nhân của thế đánh giá ở trong thời điểm hiện tại đó là chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi thị trường mặc dù uh, thị trường của chúng ta đã hồi phục uh, rất nhiều cái phiên tăng điểm liên tiếp uh, với quan điểm của thế là thị trường của chúng ta vẫn chưa xuất hiện một phiên bùng nổ theo đà đúng nghĩa và chưa xuất hiện dòng dẫn dắt ở trong thời điểm này thế nên là chúng ta vẫn chưa vội quay trở lại và tham gia thị trường hoặc nếu mà các anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu vì thời điểm này là cái thời điểm để chúng ta là cơ cấu lại danh mục cổ phiếu và tập trung vào các cổ phiếu mạnh mà chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta vẫn có thể chúng ta kiên nhẫn nắm giữ thôi và chờ những cái nhịp điều chỉnh sắp tới để các anh chị có thể là canh tham gia hoặc là mua gia tăng đối với các cổ phiếu hàng đầu các cổ phiếu đang giữ được trên FPT, FRT, MWG này, IDC này, SZC này, PTB này, GMD này, Uh, dgc này đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể theo dõi và quan sát chặt ở trong thời gian sắp tới ngày hôm nay thì thế thế cũng uh, theo dõi một cổ phiếu đó cổ phiếu ri cổ phiếu ri hiện tại thì thế đang thấy rằng là cũng đang có những cái trạng thái mà bắt đầu dòng tiền có những cái trạng thái mà tích cực quay trở lại thì các cổ phiếu này thì các anh chị cũng có thể là chúng ta sẽ theo dõi thêm những cái nhịp test lại ở trong những cái thời gian sắp tới uh, ra sao như thế nào để chúng ta có thể là tìm những cái kế hoạch để chúng ta có thể mua đối với ri hiện tại nhá là trong ngắn hạn là đang duy trì một cái xu hướng tăng rồi thì cổ phiếu này các anh chị cũng có thể là chúng ta sẽ theo dõi và xem xét thêm ở trong những cái phiên sắp tới nhá đối với cổ phiếu ri nhá bổ sung thêm các anh chị một cổ phiếu là như vậy vâng đó là thế đã chia sẻ với anh chị là thị trường của chúng ta sẽ tăng đến đâu thì nhìn chung là quanh vùng này hiện tại là đang về những cái vùng gọi là kháng cự mạnh rồi và kịch bản tích cực nhất là thị trường đi ngang rung lắc ở quanh vùng uh, 1240 1280 xong đó sau đó thì mới xác nhận những cái nhịp tăng thì đó là kịch bản tích cực còn kịch bản tiêu cực như 2023 thì đó là cái kịch bản mà không mong muốn xảy ra không mong muốn xảy ra Tuy nhiên cả hai kịch bản đều dẫn tới một cái kế hoạch hành động đó là chúng ta hãy từ từ hãy chậm rãi một chút hãy từ từ và chờ đợi thị trường của chúng ta diễn biến trong thời gian tới như nào để chúng ta đưa ra những cái kế hoạch hành động và nếu thị trường có xác nhận một xu hướng tăng trở lại thì xu hướng tăng đó sẽ kéo dài khoảng độ là 3 tháng đến 6 tháng thế nên là chúng ta còn rất rất nhiều thời gian và nếu mà các anh chị có thể xem lại các video mà cũ mà thế đã chia sẻ thì thị trường từ những cái vùng như này đây là những cái phiên xác nhận lưu ý các anh chị nhé đây là những cái phiên xác nhận rồi thì thế đã khuyến nghị các anh chị đó là chúng ta mua với cái tỷ trọng lớn từ những cái vùng như này cơ và cái thời điểm đó là khuyến nghị các anh chị mua liên tục vì chỉ sợ các anh chị đó là chúng ta không có tiền thôi còn khi mà thị trường xác nhận rồi thì chúng ta mua ở những cái trạng thái đầu như này thì rất là an toàn chứ chúng ta không vội mua ở vùng này chúng ta có thể mua test tại gọi là mua lấy vị thế ở quanh những cái vùng hỗ trợ này chứ chúng ta không vội mua ngay ở vùng này để sau đó là chúng ta phải chờ đợi mất rất nhiều thời gian đây cũng là cái nhịp hồi phục này à, và xác nhận phiên bùng nổ theo đà cứ cho là hình chữ v đi nhưng mà mua ở những cái thời điểm này là chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian thay vì đó là chúng ta mua ở thời điểm hiện tại này đây là một cái thời điểm để xác nhận chen xuống tăng ấy thì sau đó là cổ phiếu sẽ tăng luôn và cái thời điểm này là thị trường tăng ít nhất ở trong vòng 3 tháng đúng không ạ thì chỉ sợ là chúng ta không có tiền thôi thế nên là các anh chị hãy từ từ hãy từ từ hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa để khi mà thị trường của chúng ta xác nhận vào cái nhịp tăng xuất hiện dòng dẫn dắt thì lúc đó chúng ta sẽ mua gia tăng và chúng ta sẽ mua mạnh với cái tỷ trọng cao và chỉ sợ lúc đó là chúng ta không có vốn thôi và không có không có tiền thôi thế nên là các anh chị hãy kiên nhẫn kiên nhẫn ở trong cái thời điểm này nhé và tránh là chúng ta quá sót ruột ở trong thời điểm hiện tại Vâng à, đó là Thế đã chia sẻ với các anh chị về cái quan điểm của Thế Kế hoạch hành động và kịch bản của thị trường à, Trong những thời gian sắp tới thì các anh chị hãy à, từ từ thoải mái Và chúng ta sẽ chờ đợi những cái cơ hội của thị trường trong những thời gian sắp tới nhé Vâng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bản tin của Thế trong ngày hôm nay Và các anh chị nhớ nhấn nút like, đăng ký kênh để ủng hộ Thế và ủng hộ team Ataget nhé Vâng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những bản tin tiếp theo ạ